Xin chào mọi người nha. Bị trễ là bởi vì do bị tuyết không đi xe về hơi đến hơi bị muộn, đi xe về nhà hơi bị muộn. Bây giờ mọi người chờ mọi người vào xong rồi mình tiếp tục, mình sẽ nói về quá trình này nha. Thì tất cả như đã nói đấy, trước lúc đi vào điều trị bất kỳ một cái phương pháp gì, dù là châm cứu hay bấm huyệt hay là hướng dẫn khí công hay gì ấy, thì làm thế nào chuẩn bị cơ địa cho bệnh nhân là phải thả lỏng một cách tối đa, được bỏ các khớp ra thả lỏng. Mình chuẩn bị cái cơ địa đó cho bệnh nhân, kinh mạch phải thông. Lúc đó sau đó thì mình châm cứu hay làm cái gì thì nó mới hiệu quả. Thì cái quá trình đả thông kinh mạch này thì sử dụng ba cái kỹ thuật cơ bản. Cái kỹ thuật thứ nhất là dao động sống lưng. Kỹ thuật thứ hai là dùng bồ gõ để đả thông. Và cái kỹ thuật thứ ba nữa là dùng cái thanh nhục quế và các cái chất hương liệu. Thì những cái này thì thông tất cả tôi đã dạy và truyền thụ cho các cái học viên hết rồi. Nhưng mà bởi vì các bạn là lúc mà vô điều trị là cứ cứ làm từ đầu đến cuối, cho nên ví dụ như dao động sống lưng mà làm cho một tròn một bộ á, dao động sống lưng á, là phải đến hơn 1 tiếng rồi. Rồi bồ gõ cũng phải mất 30 đến 40 phút nữa. Rồi nhục đánh nhục quế thì tất cả kết hợp lại là hầu hết các bạn sử dụng hơn 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng khoai tiếng rưỡi, vừa mất sức mà vừa mất thời gian rất nhiều. Cho nên mình phải rút gọn lại bệnh nhân cần gì, bệnh nhân nào cơ nhiều thì mình sử dụng cái động tác gì. Thì đây thì tôi chỉ ví dụ rút là ngắn lại trong cái tôi sử dụng đây là một cái điều trị chính thức nha, chứ không phải là làm màu. Tôi chỉ quay lại điều trị chính thức cho một bệnh nhân. Bệnh nhân này là bị đau đầu, đau đầu thiên đầu thọng, là migraine nữa, bị ù tai. Nhưng mà trước đây gần 1 năm là điều trị hết rồi, nhưng mà hàng tháng họ lấy cái hè là hàng tháng, 1 tháng họ đến 1 lần để đả thông lại kinh mạch, để bảo tồn lại cái tác dụng lần đầu tiên điều trị ấy. Thì người này thì họ 1 tháng đến 1 lần và tôi chỉ điều trị trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ trung bình, và 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà lúc mà mình thực sự mà cái liệu pháp chính á, là liệu pháp lập trình sóng não á, hoặc là liệu pháp châm cứu á, chỉ 10 đến 15 phút thôi. Còn cái công tác chuẩn bị cho cơ địa cho bệnh nhân này mình nhìn bị lâu. Thì chuẩn bị như thế nào? Thì tôi thường là cả bốn cái kỹ thuật cơ bản là dao động sống lưng, bồ gõ, nhục quế và hương liệu, là tôi chuẩn bị để làm cho cơ thể họ thư giãn một cách tuyệt đối, toàn bộ cơ thể cơ bắp xương cốt đã thả lỏng một cách đợt. Là tôi hôm nay tôi chỉ trình cơ bản, cái quan trọng nhất vẫn là phía sau lưng, cho nên là tôi hôm nay tôi chỉ làm cho phía sau lưng mất khoảng độ 40 phút là chuẩn bị sau lưng, 1 tí sau lưng, và sau đó trước mặt cỡ khoảng độ nằm ngửa khoảng 30 phút cho cổ gãy về chân, và sau đó thì tôi chỉ làm cái quan trọng nhất là đả thông kinh mạch. Thì vì sao là đả thông kinh mạch cái vùng sau lưng quan trọng nhất thì một cái livestream tiếp theo tôi sẽ nói. Thôi chào tất cả mọi người nha, bây giờ mình vào để xem, tôi sẽ cho máy chạy và tôi sẽ giải thích từng tí một. Đầu tiên là gỗ này,
vụ để cho bệnh nhân yên tâm về cho nó cơ thể họ nhẹ nhàng rồi đấy. Vụ là lắc ở đây là lắc dọc cuộc sống, lúc này là làm cho họ vẫn còn đắp chăn. Các bạn đang học trị liệu lưu ý nha, là tôi làm kết thúc các động tác rất là nhanh và phải vào đích, có nghĩa là mình vào đích bệnh nhân họ bị cái gì thì mình tăng lên cái phần lên đó. Ở đây là cái động tác này là một tay để nó gập chân, còn một tay thì kéo giãn cái cột sống của họ ra, cái vùng lưng ra. Cái đoạn này là mình đứng cái tư thế này, mình kéo cái cổ ra này, xong mình cầm kéo lên chỗ hai cái vệt phong trì á, xong mình cầm mình lắc lắc cho cả cái cột sống của họ dao động. Đó, cả cái cột sống cả người cho cái khớp cổ nó rã ra, nó đừng có dính với nhau để cho họ thoải mái. Mọi người nhìn có thấy rõ không? Ai vào xem nhìn có thấy rõ không? Bạn nào đang còn xem thử tiếp lên có thể nhìn thấy có rõ không? Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Lúc này là cái tay mình đẩy thế này, nhưng mà cái tay ở bên phía này phải giữ này, giữ cái gãy này chứ đừng có dao động cái sai cục của họ. Đây là bắt đầu chuẩn bị cái thao tác dao động sống lưng này. Thì tay phải á, mình nắm lấy cái gỗ của họ kéo kéo lên trên, còn cái tay trái mình đè dọc cho cột sống mà mình đưa từng họ giãn nó từng bước. Nhưng mà đừng có đẩy mạnh quá, mình dùng chỉ dao động nhẹ thôi, cái dao động nhẹ nó tự động nó lắc nó ra thôi. Thì dao động sống lưng này mà nếu như làm mà cho thật tròn bộ á, tròn bộ dao động sống lưng này là phải hơn 1 tiếng, nhưng mình phải rút ngắn lại, rút ngắn lại cái gì quan trọng nhất, bệnh nhân nó bị cái gì thì mình lại chủ cái đó thôi. Thì cái dao động sống lưng này nhằm mục đích nó mở tất cả các cái khớp của các cái đốt sống lưng ra, và lúc mà cái tay phải mình lần lên từng đốt sống á, là lúc nào mà cái đốt nào bị tắc, bị hỏng hay bị hư gì đó thì là mình sẽ biết ngay. Ví dụ như nó bị hư, bị tắc ở vùng nào thì ảnh hưởng trong nội tạng ở chỗ nào là mình phải biết ngay. Thì lúc cái tay lần từng cái ngón tay cái của tay phải á, ngón tay cái của bàn tay phải á, lần trời dưới từng đốt để ngang ra từng đốt sống, và từng con cái đốt sống này là mình có thể, lúc này là mình có thể tìm ra được cái bệnh lý trên cột sống. Rồi, cảm ơn mọi người nha, cứ theo dõi tiếp tục đi. Nói chung là chuyên viên điều trị thì theo dõi, và mọi nếu như bệnh nhân vào xem á, hầu hết bệnh nhân mà tôi điều trị, tất cả mọi người tôi đến tôi điều trị đều phải qua cái giai đoạn này, bất kỳ lúc nào cũng phải qua cái giai đoạn này này, châm cứu bấm huyệt vận công hay là hướng dẫn
khí công gì cũng đều phải qua đả thông cái giai đoạn đả thông kinh mạch này hết. Lúc này là hai cái thao tác, chỉ cần sử dụng hai thao tác để thao tác ngón tay cái về thao tác tất cả cái bàn cái ngón ngón chân à, ngón ngón tay trỏ, lúc này là ngón tay trỏ của bàn tay tay phải đè lên từng đột một. Và nếu nhớ cái dao động mà cái tay cái mình để cái dao động á, cái tay cái để mình tạo cái dao động á là không bao giờ ngưng, để cho cái dao động của lưng họ không bao giờ ngưng, có nghĩa là làm bên này đứng bên trái bên phải gì cùng hầu cũng được ngưng, cũng được phép ngưng. Lần này là mình lại lần lần phía bên này, thì các bạn chú ý là cái ngón lúc này là cái ngón tay cái của bàn tay trái á, lại lần phía bên trái cột sống, lần từng đốt một, mình lắc từng đốt lên một, là chỗ nào nó bị dính khớp rồi nó nhả ra, chỗ nào cơ nó bị co thì nó giãn ra. Và mình lúc mà mình lắc thế này là cái ngón tay mình sờ lên nhá là mình phát hiện ra được chỗ nào là bị bế tắc. Các bạn chú ý theo dõi nha, theo dõi để về tôi rút ngắn lại cái khoảng cách chứ đừng có để điều trị các cái chuyên viên điều trị mà một lúc gần 2 tiếng hoặc là 2 tiếng rưỡi cho một người là vừa hao sức mà không làm được nhiều người, không giúp được nhiều người. Lúc này là tay trái là ôm cái bả vai kéo vào trong người mình và tay phải là đẩy để cho cái cuộc sống nó dao động theo hình sinh, dao động theo hình con rắn. Lúc này là tay phải là mình là đè đây này, và làm thế nào lúc này là đưa cái tất cả cái ngọn của bàn tay trái á, đẩy vào trong khớp vai của họ để thông cái vùng kinh mạch này. Nhớ nha, cái sao rồng sống này mình đi qua đi lại, đi bên này bên kia cũng không bao giờ để cho tắt. Này lúc này là để cho cái động tác này là làm cho cái cột sống dao động theo hình sinh. Đấy, đẩy dùng ngón tay đẩy vào trong khớp vai của họ. Bắt tay họ lên thế này thì để cho cái khớp vai nó mở ra. Xong mình dĩ cái ngón tay vào trong trong khớp vai, trong bả vai để đánh tan cái vùng này. Tay mình sờ đi thế này á, là tắt chỗ nào là mình biết chỗ đó. Nếu như tắt chỗ nào mình biết thì sau này mình sẽ làm tan cái chỗ tắt đó đi. Mà lúc này tắt chỗ nào là mình sẽ biết bệnh lý của bệnh nhân luôn. Như vậy là cái động tác mà dao động sống lưng này á, toàn bộ thì gần 1 tiếng, nhưng mình chỉ rút lại khoảng độ 10 đến 15 phút thôi, cao lắm là 15 phút, nếu như người nào mà dính khớp quá thì 15 phút thôi. Còn bình thường thì mình làm khoảng 10 phút, dao động sống lưng thì làm khoảng 10 phút là đủ rồi. Dạ, mình lúc này thấy chỗ tắt chỗ nào thì mình chỉnh lại, chỉnh cái đột sống lại. Như vậy là 10 phút, bây giờ đến động tác thứ hai.
Vừa rồi là dao động sóng lưng 10 phút. Thì mình lúc mà sử dụng bộ gõ thì chỉ cần khoảng độ 10 đến 15 phút nữa thôi. Đây, đây là bắt đầu sử dụng bộ gõ này. Vừa rồi là dao động sóng lưng, còn đây là bộ gõ. Đầu tiên là dùng cái sừng hay là cái gì đó để đánh tan cái vùng sau gáy, đánh tan cái vùng cho nó nóng lên cái vùng phía đằng sau tai về dưới cổ của họ á. Tất cả là bệnh nhân, tất cả các chuyên viên trị liệu là các cái của thuật nghiền dưỡng sinh đường, là tất cả những cái dụng cụ này tôi đều cung cấp đầy đủ về. Cái mục đích của cái này là mục đích của các cái kỹ thuật này ấy, là giống như hai câu đầu tiên của câu kệ là giải khơ rạc khớp, đạt lộng thân, thỏa ung tán kết, tẩy trược trần, là cái đồng, những cái động tác này đấy để phục vụ cho cái kỹ thuật đó. Cái là quay gõ thứ nhất nhá. Quay gõ này thì nó hơi hơi cứng một tí, nhưng nó bằng cao su. Và lúc gõ thì nên gõ cho đủ nhịp cho bệnh nhân gõ thoải mái. Nhìn tôi gõ như thế này nhưng mà không có đau đâu, có các bạn là gõ không biết cách là đau, cho nên là thế nào cái tay nó nhẹ nhàng, nó vừa tước cả cái da nhưng mà không có đau. Đập bên này là đập mấy chỗ, không phải đập giữa cột sống mà đập hai bên cái bè cột sống á, đi dọc lên chỗ cái cột sống nó u lên á, chứ không phải là giữa cột sống, đập hai bên đó, hai bên cột sống nó cái thăm thịt á, lên chỗ cái hoa đà hiệp mũi á. Nếu như dao động sống lưng á, chủ yếu là mở khớp khớp vai và các cái khớp cột sống, thì cái bộ gõ này chủ yếu là tương tác ở trên cơ, và chủ yếu là tương tác mạnh nhất vào cái dọc cái hoa đà hiệp mũi. Và hầu như các bạn tự chọn cho mình một cái lập trình riêng, còn tôi thì cái lập trình không thay đổi. Thứ tự đầu tiên là dùng cụ gì đến dùng cụ gì là hầu như không thay đổi. Bệnh nhân nào cũng thế, không thay đổi một cái lập trình cố định. Bây giờ sử dụng con lăn để lăn cho nó rã cả cái cơ bị bỏ lại này. Như vậy là dao động sống lưng sử dụng 10 phút, kẹt toàn bộ cái bộ gõ này là 15 phút, là 25 phút. Nhớ nha, nhớ gần thôi là các vị là làm kéo dê ra là vừa cái hiệu quả nó cũng như vậy, nhưng mà mất thời gian. Mất thời gian thì mình không làm cho được người khác được, và mất sức. Vậy đến bù gỗ đây.
Nhắc lại này, cái dao động sống lưng á, là chủ yếu mở khớp, mở các cái khớp. Còn cái bù gõ á, là làm tan cả cái khối có cái cơ, là chủ yếu, mục đích là chủ yếu. Cái này là gõ lên phần thịt đấy nha, đừng có gõ vô xương. Người này là người nước ngoài, người Đức, nhưng mà lại có khắc mấy chữ, có làm tattoo mấy chữ tàu ở trên lưng á. Cái này là ngày xưa là cách đây còn mấy chục năm là cái mô đen á, cái mô đen là khắc khắc chữ tàu trên lưng, nhưng mà như dạo này là phá hết rồi. Thì động tác này là lúc này nó đập cái bề cái cục búa là đập trên thân, đập trên cái thân thịt, còn cái này nó đập giữa giữa đốt sống. Cái này đập nó không đau là bởi vì dưới là một cái đệm, một cái ống hút được gắn với một cái ống hút. Vì đập một nghĩa là nó giống như là giặt hơi ấy, giặt hơi nhẹ. Cái này là đập giữa cột sống này. Cái này là lúc này cái động tác là mình đánh trên cơ thế này và vỗ cái này á, nó khí trược nó tán hết. Khí trược trong cơ thể của họ để đưa được tán ra ngoài, giải phóng ra ngoài. Sử dụng cái bộ gõ nào, cái thanh công cụ nào trước sau thì các bạn tự làm cho mình một cái lập trình thích hợp. Còn tôi thì cái lập trình này thì không thay đổi, thử từ từng loại một, đầu tiên là cái gì đến cái gì, là bệnh nhân nào cũng như bệnh nhân nào và lần nào cũng như lần nào, và thời gian hầu như không dư và không thiếu một phút. Thông thường thì thông thường á là tùy theo cái họ đặt và mình ra cho họ là liệu trình 1 tiếng hay là liệu trình 90 phút. Thì hầu như tôi làm là xong, kể cả chuẩn bị xong rồi chấm cứu hoặc gì đó, hoặc là bấm huyệt, hoặc là vận công gì đó, thì không bao giờ chạy ra khỏi 1 tiếng đồng hồ 60 phút. Nó làm lâu quen đây cho nên là không cần phải canh giờ, làm hết đủ các thao tác xong đúng 60 phút. Nhớ nha, cả cái thao tác chuẩn bị cơ địa này là phục vụ cho hai cái câu: giải cơ, rạ khớp, đạt lòng thân, phá ung tán kết, tẩy trược trần. Đấy là mình phục vụ cho hai cái này. Đã thông quan một kinh mạch, bây giờ là cái nhục quế này. Lúc này là cả cái bùa gõ này, bây giờ sử dụng thanh nhục quế này. Thanh nhục quế thì nó là, nếu như dao động sống lưng thì mở khớp. Khi cả cái que gõ kia là rạ cơ, giải cơ. Thì cái thanh nhục quế này là vừa giải cơ vừa rạ khớp. Nó kết hợp lại mà vừa đả thông cả cái chỗ bị bế tắc.
Ví dụ như mà đánh nhục quế mà tròn bộ á, còn một lần đánh nhục quế mà từ A đến Z á cũng phải 1 tiếng rưỡi. Ngoài đây tôi chỉ rút ra ngoài đánh nhục quế chỉ có 5 phút thôi, cả nhục quế cả bù gọi chỉ có 15 phút. Cho nên các bạn cứ lần lượt dao động sống lưng 1 tiếng hoặc là ít nhất cũng 30 phút, rồi bồ gọ 30 phút, nhục quế thêm 30 phút nữa là mất tiền rưỡi rồi. Cho nên mình phải phải ém lại, đúc kết lại, và những cái gì quan trọng nhất trong cái ví dụ như kỹ thuật đánh nhục quế là gần 1 tiếng rưỡi, dao động sống lưng 1 tiếng, bồ gọ thêm khoảng độ gần tiếng nữa, mà kết hợp từ A đến Z thì mất 3 tiếng đồng hồ một người rồi, không có hiệu quả. Đây là mình kết hợp để đả thông kinh mạch, cho nên các cái kỹ thuật đó là phải đúc kết lại cái gì mình cần cho bệnh nhân nào. Nói chung là cả quá trình chỉ sử dụng một một liệu pháp thôi, một tiếng đồng hồ thôi, tất cả các cái công tác mà chuẩn bị đả thông giải cơ rã khớp đả lỏng thân này là chỉ đúng 1 tiếng đồng hồ thôi, đừng có làm nhiều, cao lắm là 1 tiếng. Như tôi làm là khoảng độ cả năm sấp cả năm ngựa là khoảng độ 40 phút, còn 20 phút là gói thực hiện liệu pháp chính. Các bạn điều trị nên rút ngắn thời gian điều trị trong vòng khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 20 phút, cao lắm là 1 tiếng rưỡi cho một người là đủ rồi. Đừng kéo dài ra làm tròn bộ thì 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi cho một người là chết ấy. Là một ngày chỉ làm được 4-5 người là không giúp được nhiều người. Ở Việt Nam thì không biết như thế nào, nhưng ở bên này mà tôi điều trị cho một tiếng đồng hồ mà kể cả vận công đâu nữa, cả vận công hoặc châm cứu kết hợp nữa, nói chung một liệu trình trong vòng 1 tiếng đồng hồ ở bên này là người ta lấy là cho người nước ngoài là 120 euro, nhưng mà tôi thường thường đổ về người Việt Nam thì tôi chỉ lấy trong vòng tùy từ 70 euro đến 100 euro trong 1 tiếng đồng hồ. Đến cái bồ gọ mà kết thúc nghĩa là bồ gọ bằng cao su mềm, bọc su rất là mềm, thì gọ cả trên xương, chủ yếu là gọ trên phần xương để cho nó ổn định lại xương. Đây, giờ là kết thúc cái bộ gò 15 phút. Giờ chuyển sang phần thứ hai, phần thứ ba. Có nghĩa là dao động sống lưng 10 phút, bộ gò 15 phút. Và bây giờ là đến cái phần đả thông kinh mạch bằng hương liệu. Đả thông kinh mạch hương liệu thì đầu tiên là sau lúc mà thực hiện dao động sống lưng về sử dụng bộ gò để giải cơ rã khớp rồi á, thì bây giờ là phải kích hoạt cả cái đường kinh mạch của 3 vùng tinh khí và thần. Thì mọi người lưu ý cái chỗ này thì tôi không giải thích nhiều nữa, mọi người cứ để ý là xảy ra đó. Đấy, bắt đầu như kể cả này là vạch vạch từ dưới lên ngược lại về
ngược lại cái đường mét đốc đã thông nó đấy nữa. Thế này bây giờ là lần hai bên cuộc sống á, dần con dòng lần nữa giờ về hoa đại hiệp bối á, để tìm các cái đánh tan các cái điểm bị tắt cả hai bên. Dùng cái mùi này là cái que bằng gỗ thôi, gỗ đá hoặc là gì bằng sừng hay gì được hết. Bạn nào mà không có thì dùng bằng cái cảnh thiền được. Các bạn các cái chuyên viên trị liệu lưu ý này, lưu ý có 2 số 8, cái đường đi nó có 2 số 8 và 3 số 8. 1 số 8 của thân, của vùng thân là số 8, đây là cái vùng năng lượng nó chạy theo vòng số 8 của thân đấy. Đấy, cái số 8 là ở huyệt đại chi là tấn của số 8, còn hai bàn vai là hai cạnh của số 8. Cái này là chủ về khí huyết lưu thông ở vùng thân. Đây là số 8 thứ hai này, cái số 8 lớn này là chủ về phân khí này. Nó đi từ khớp vai này đến khớp hông khác. Cái này thì các chuyên viên trị liệu học kỹ rồi, tôi chỉ nhắc sơ thế thôi. Rồi lúc này là tinh dầu là hương liệu là bắt đầu chạy với cả cái đường kinh mạch này. Đây là số 8 thứ 3 là số 8 cho tinh này. Tinh khí thân là đều đi ra qua vòng số 8 này này. Và mỗi một vùng tinh khí thân đều có một loại hương liệu khác nhau. Rồi sau khi đánh cái này thì mình muốn làm cho nó rõ ràng hơn, cái đường kinh mạch nó chạy cho khí huyết chạy cho tốt hơn, thì dùng cái giặc hơi mà bằng silicone này mình kéo dọc tất cả cái đường mình vừa vẽ để cho nó thông hoạt cả cái đường này, là tí nữa mình đưa tinh dầu vào nó chạy cho nhanh. Thông thường là làm xong cái đả thông kinh mạch là bệnh nhân họ hết bệnh rồi. Thông thường là như thế, hầu hết là hết bệnh đó, chứ cơ thể của họ tự đả thông về nó hết rồi chứ không cần phải người nào khó khăn lắm mình mới thực hiện điều pháp tiếp theo thôi. Chào tất cả mọi người đấy, mọi người chú ý đây là bắt đầu đưa cái tinh dầu nền, cái kem nền của các huyệt, bởi vì tinh dầu của mình rất nóng, mình phải đưa cái tinh dầu cái kem vô trước để nó hòa cái tinh dầu ra. Cái kem này là kem nền, cái kem này cũng có pha theo một cái tổng hợp cả tinh cả khí cả thân. Bây giờ là cái tinh dầu này dùng cho tinh này, tinh dầu đưa vào các cái vùng tinh là cái vùng về điều khiển về xương cốt ở vùng dưới. Cái tinh dầu này là dùng cho khí này, sau lúc mình đẩy vào các cái huyệt này là nó sẽ chạy theo các cái vòng số 8 sau lưng, lúc này nói nó chạy sâu vào trong cơ thể. Lúc nãy là cả cái tinh dầu nó vào là cả cái kinh mạch nó được đả thông bằng tinh dầu tốt hơn, bền vững hơn và vào sâu hơn là châm cứu. Châm kinh thì hiệu quả nó không bền vững bằng tinh dầu, mình đưa tinh dầu vào huyệt. Thì mỗi một loại tinh dầu nó sẽ vào một loại kinh mạch, nó vào một trung tâm năng lượng riêng. Bây giờ là mình úp những cái này vào á, là để nó
mình đập để cho nó giống như là một cái đẩy, một cái bơm để nó đẩy khí vào trong, đẩy cả cái hương tinh liệu vào trong trong huyệt, trong các cái vùng mà mình vừa mới đặt thao ức. Đây là mới thao tác chuẩn bị cơ địa nha. Bất kỳ trị bệnh gì cũng phải chuẩn bị cả cái thao tác giống nhau này. Có nghĩa là giải cơ, rạn khớp, đả lập toàn thân, phá ung tán kết sống để đả thông toàn bộ kinh mạch cho cơ thể đã, rồi mình sử dụng cả cái liệu pháp trị liệu chính. Cái này thì tôi không quay kỹ nhưng mà mọi người trong điều trị thì biết rồi. Cái vùng này là kích hoạt cái vùng gót chân á. Mình chạy máy rung ở trên vùng gót chân và nơi chỗ gót chân ác sinh á. Lúc mình rung cái máy này á, là toàn bộ cả cái hương liệu nó chạy dọc trong sống lưng và là sống lưng, và cái sóng của hương liệu nó là thóc lên trên đỉnh đầu á, nó thóc vào trong đảo luôn, nó đưa hương liệu vào trong trong cả cái hệ thần kinh trung ương luôn. Bây giờ là chạy cái máy mình đè, dùng cái roller để mình đè lên cái đó, là dưới những cái mía mê là nó có những cái gai, nhiều lúc mình đè thế này là nó bịt kín lại, thì mình rung thế này là cái hương liệu lúc này mình đưa đó nó sẽ chạy vào trong huyệt đầu, nó thẩm sâu vào trong nội tạng, thì cái hương liệu gì, cái loại tinh dầu gì, trị bệnh gì, đi vào chỗ nào, bệnh gì, bệnh nhân á, thì lúc này là mình sẽ sử dụng hương liệu nào vào thần, hương liệu nào vào khí, hương liệu nào vào tinh, thì các bạn đã biết rồi, tôi đã dạy rồi thì cũng nói nha, cũng cần phải nhắc nha. Thì lúc mình rung thế này nó đưa hương liệu vào rất là nhanh, vào rất là sâu. Thì cái động tác này, cái thao tác này, thao tác dao động sống lưng 10 phút, bộ gọn 15 phút, cái này 10 phút nữa là 35 phút thôi, cho đi 40 phút đi. Thì tại sao phải kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ cho một ca điều trị? Có nghĩa là tôi làm xong phần này là phần lưng, bệnh nhân nằm ngửa ra và mình tương tác cả cái bệnh ở dưới khớp cổ, cái gót chân rồi nữa, rồi một cái dao động nhẹ nữa, dao động bệnh nhân nằm ngửa nữa. Với lúc gọi là châm cứu hay là sống não hay gì gì á, thì cũng chỉ có 20 phút nữa thôi, đủ rồi. Mình vừa rút ngắn thời gian lại, hiệu quả nó vẫn như thế, thậm chí là vẫn cao. Nhưng mà thời gian mình rút ngắn lại cho nên là không phải mất thời gian. Hiện tại tôi quan sát xem mọi người đang còn điều trị, cả kể cả các cái bác sĩ đồng ý mà học theo phương pháp này á, phương pháp đả thông kinh mạch này vẫn cứ sử dụng, người nào làm nhanh lắm là 2 tiếng đồng hồ, mà 2 tiếng đồng hồ vừa mất sức vừa không giúp được nhiều người. Cho nên là hiện tại bây giờ tôi